Quay xe. Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Hiếu Minh Audio Cơ Sở 3 chuyên về sự kiện các bác nhá. Tiện thể cho em hỏi chút, ở đây có những bác nào mà thích những dùng những cái đồ mà chất này ngon hay nhưng mà giá thành lại hợp lý không các bác? Đấy, thì hôm nay em sẽ lên cho các bác một cái combo bộ dàn sự kiện đánh được, em bao cho các bác đánh từ được từ 300 đến 700 khách các bác nhá. Thì trong cái combo này bên em đang có cái mức chào bán với cái giá là 118.400.000 đồng. Thì 118.400.000 đồng có những thiết bị gì thì camera nghe này. Thì đầu tiên em sử dụng gồm có một đôi loa Array các bác nhỉ, một đôi loa Array đến từ thương hiệu DB Acoustic, chất âm rất cực kỳ là ngọt ngào, có mã là D-Ray 112PR, mã PR là sử dụng từ neo cho các bác nhỉ. Neo sử dụng từ neo thì thứ nhất là trọng lượng nó nhẹ, thứ hai là cái tiếng nó rất là sáng sảnh và bay đấy, các bác có thể nghe qua rồi. Ok, còn ở dưới đây thì em cũng sử dụng tiếp, đó là suốt kép đến từ nhà hàng DB, có mã là PH218PR và cũng sử dụng từ neo. Dòng này là gần như kiểu dòng cao cấp nhất bên nhà hàng DB đã có tích cao nhất, cao cấp trong cái phân khúc bình dân đấy. Ok, đây là hệ thống loa và suốt. Còn hệ thống tủ máy thì em sẽ tối giản nhất cho các bác, rất là dễ vận hành các bác ạ. Trong cái combo này thì bên em đang sử dụng đầu tiên là một con quả nguồn KT200 đến từ thương hiệu GT và một cái dòng mic đến từ thương hiệu DB K6000 các bác nhé. Và một cái con ba số có mã là F700 thì nên chung thì chỉ vượt cả cái mức tùy biến của nó còn rất là cao các bác đấy. Và ở phía dưới đây là con đẻ H4120, em định đưa một con đẻ là 800W vào, nhưng mà cái dòng loa Array này các bác ạ, dòng loa Array cái độ pick lên của nó lên rất là cao, pick lên đến tận là 2200W. Nếu như mà đưa để 800W vào thì đánh sẽ không được căng các bác nhé. Nên là em sẽ dùng cái con đẻ này mà công suất của nó là 1200W, nên là gọi là cái mức đánh rất là hợp lý, rất là lý tưởng để các bác đánh Array. Hiện tại là một kênh này là đang đánh độc lập, và ở phía dưới đây em được đưa con đẻ KT2000 hoặc là KT5000 vào, nhưng mà giá thành nó khá là cao, nên là cái dòng đẻ Diamond ở bên em hôm trước bên em có lên clip ấy, bên em dòng này là bên bán khoảng là 4-5 năm rồi đấy. Về cái chất lượng, về cả về cái chất âm và cái giá thành thì em nói thật với các bác là cực kỳ rẻ, cực kỳ hay và cực kỳ đẹp các bác ạ. Đấy, thì em đưa con đẻ Diamond này vào dùng để đánh một đôi súp này các bác nhá. Ok, thì hiện tại là trong cái combo 118.400.000 đồng này, khi các bác bỏ ra cái số tiền đấy thì em sẽ dành tặng cho các bác những phần quà giá trị như sau. Đầu tiên đó là một cái tủ Array nhôm đen đấy, một cái tủ nó Array nhôm đen, các bác mua combo này thì em sẽ tặng cho bác một cái tủ nhá. Ok, và phần quà tiếp theo hai cái, em tặng hai cái các bác ạ. Các bác đi làm về chỉ cần cất cho loa vào trong cái tủ này, đảm bảo cho bác là thiết bị thì cực kỳ là đảm bảo về chất lượng và cái độ mới, không sợ chuột bọ các bác nhá. Và cái phần quà tiếp theo thứ hai em muốn dành tặng cho các bác, đó là một con quản lý nguồn này. Em định đưa con quản lý nguồn DB vào, nhưng mà bên em đang hiện tại là đang cháy hàng các bác ạ, đang cháy hàng, nên là em đưa con quản lý nguồn GD vào. Ở trong cái giá này nhá, trong cái giá 118.400.000 này em chưa tính tiền con quản lý nguồn đâu các bác nhá. Các bác cũng có thể tiếp tục vào và xem đấy, em tặng cho các bác một con quản lý nguồn này. Và phần quà tiếp theo nữa đấy, không thể thiếu các bác ạ, đấy vẫn gọi là cái phần quà gọi là cũ so với em nhưng mà mới so với rất nhiều các bác, đó là em tặng cho các bác là 20m dây loa 6 lõi đấy, 20m dây loa 6 lõi cho các bác sử dụng nhá. Đấy, em đọc lại cái phần quà nhá cho các bác, nếu em nói hơi nhanh mong các bác thông cảm. Phần quà đầu tiên trong một combo 118.400.000 đồng này là một đôi tủ Array nhôm đen, và phần quà thứ hai là một con quản lý nguồn GD chỉ giá 1.900.000, và phần quà thứ ba đó là 20m dây loa 6 lõi các bác nhá. Và trong cái combo này, ví dụ bác nào mà ở nhà đang có những cái bộ dàn sự kiện, ví dụ như là loa 715, loa 725, những cái thiết bị rất là cũ rồi, các bác muốn nâng cấp lên bộ dàn này thì các bác có thể mang qua bên cho bên em, bên em sẽ hỗ trợ đổi cát cho các bác lên những bộ dàn như này các bác nhá. Ok, em có thiếu nữa. Và bên em là trong cái combo này thì bên em luôn luôn là gọi là hỗ trợ cho các bác là hết mức, vận chuyển setup cho các bác đến tận nhà các bác nhá. Ok, bây giờ thì em xin mời các bác cùng đem tai nghe trải nghiệm cho đơn bộ dàn 118.400.000.
bây giờ em sẽ mở một cái bài nhạc mà vừa thể hiện được cái tiếng vocal của cái dòng loa này mà vừa thể hiện được cái tiếng bass sâu lực của cái dòng súp này các bác nhá. Không biết là cái điện thoại này của em có thể thu được những cái chất âm mà hiện tại em đang mở hay không, nhưng mà ở ngoài nghe cực kỳ phê các bác ạ. Rung hết nhà hết cửa các bác nhá. Không biết ở đây có bạn nào nghe được cái tiếng mái tôn không? So I won't be so far away.